rồi gieo rắc ngàn thu hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người cùng thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời, kiệt trong vạt nắng mặt xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng tung bao mừng xa, bướm say duyên lành. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, chỉ còn 10 ngày nữa là sẽ tới Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015. Những ngày này không khí đón Tết ở Sài Gòn trở nên rất nhộn nhịp với nhiều địa điểm đón Tết. Nơi chúng tôi đang đứng ở đây là nhà văn hóa thanh niên góc đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai, là một trong những điểm đón Tết rất được nhiều người biết đến. Bên trong có nhiều gian hàng bán các loại sản phẩm, bên ngoài là nhiều gian hàng của các ông đồ. Nhưng đặc biệt là những màu sắc của các loài hoa, của các tà áo dài của những thiếu nữ tới đây tạo dáng để chụp hình. Nơi đây không khí đón Tết như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi cùng với Phố Bô Sa TV. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi là. Và nghe gió về lòng thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chán chưa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đã sáng xuống chân, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa biết thay đổi hương phấn. Nào ai hứng trong trung tâm của quận nhất Sài Gòn thì ở những cái tuyến đường như nhà thờ Đức Bà, trung tâm mua sắm Diamond Plaza và nhà văn hóa thanh niên thì vào những cái dịp Tết hay là Giáng sinh người ta đều trang trí rất là đẹp để mọi người có thể đến đây du xuân và chụp ảnh hưởng ứng không khí Tết. Thì ở đây có trưng bày rất là nhiều những cái truyền thống của Việt Nam mình, khách du lịch tới đây rất là đông mà. Và nếu như mà mình đến đây vào những cái ngày cận Tết thì có thể là bị kẹt xe rất là nhiều mà. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi ngắm cảnh thì nên đi bộ là tốt nhất. Em thấy khi mà bước chân xuống xe thì rất là nhộn nhịp. Mình trong lòng mình cũng là nao nức là mong tới Tết nữa, thì thấy mọi người rất là xinh đẹp, mai đào trúc rất là nhiều và đẹp nữa, thì trong lòng mình nôn nao tới Tết lắm. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi là. Và nghe gió về lòng thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui. Nếu mà nói đến ngày Tết mà thích nhất thì đó chính là đoàn tụ gia đình. Tại vì lúc đó thì người thân ở đâu cũng xa cách mấy cũng về để mà đoàn tụ về thì ba mẹ rất là vui. Mà giống như bây giờ em cũng đi học xa thì mỗi một cái lần về như vậy lúc nào người lớn cũng vui lắm. Cho nên là cái dịp Tết là một cái dịp đoàn tụ rất là lớn của cái người Việt Nam mình. Cho ngày xanh không hẹn lời than, sầu thương xóa mờ nhiều đời càng thêm chán chưa, khát khao xuân tươi thái hòa. Tết là một ngày rất là vui đối với Phương Nhi, bởi vì Tết á là được hội tụ với ba mẹ, được sum vầy với ba mẹ rồi hả. Có thể nói là một năm Phương Nhi ít gặp ba mẹ lắm, thì chỉ mong chờ vào những ngày Tết này để được sum họp ăn bữa cơm với gia đình thôi. Cùng đón Chúa xuân đã sáng xuống chân, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa biết thay đổi hương phấn. Nào ai hứng hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ.
như trong vạt nắng, mặt xuân tràn dân, khóm hoa nhẹ rung, một cười hẹn cùng bao muôn xa, bướm say duyên lành, thắm tô trời xuân, bầy chim tung cánh hoa vui đón. Thực sự thì em học thư pháp cũng được 8 năm và trong khoảng thời gian đó vừa có thời gian luyện tập và cũng có thời gian mình trau dồi kiến thức về lý thuyết. Thì thật sự ra thì em học là tự học là chính. Qua sự hướng dẫn của một vài anh chị trong câu lạc bộ và hướng dẫn từ sách vở thì 8 năm qua thì hiện tại thì em đã có một cái nét chữ khá là đặc biệt và mang đậm dấu ấn riêng của mình. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự thành công. Xuân Thành kính chúc tất cả bà con cô bác, anh chị em cũng như là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Phố Bonsai TV và đang chuẩn bị háo hức đón chờ một năm mới Ất Mùi 2015, một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập sức khỏe. Happy New Year! Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.